Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn mái tàu chuyển xoay, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường, hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu tam bảo mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng lòng đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường, cùng vì bác ái tình thương, cầu cho người được về nương Bồ Đề, xa lìa biển khổ tối mê, tam đồ lục đạo mà về Tây Phương, dứt lìa sinh tử dấn dương, về nơi Phật quốc an khang đời đời. Vậy nên đây có đôi lời nhắc người bóng cũ nay thời biệt ly, cảnh đời lắm nỗi sầu bi, tình ân phụ mẫu nay thì cách xa. Cảnh đời như bóng phù hoa, tình thâm huynh đệ phải xa hội này. Cảnh đời nào khác chòm mây, tình chồng nghĩa vợ hôm nay xa lìa. Cảnh đời như bọt nước kia, tình thương cho mấy cũng lìa xa nhau. Cảnh đời như gió thổi mau, tình thương con cháu thế sao cũng lìa. Cảnh đời như bể dâu kia, tình bằng cố hữu cũng chia đôi đường. Cảnh đời như thể xa xương, tình thâm quyến thuộc cũng thường cách nhau. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luôn bi ai, khác nào qua nợ rồi mai qua tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời vì bởi chẳng tu, nên đường sinh tử lu bu không lìa. Cảnh đời vì bởi tham lam, đeo theo vật chất khó lìa lợi danh. Cảnh đời như nước biển xanh, gió cuồng sóng cuồng mé gành lao sao. Cảnh đời như giấc chiêm bao, như trời sấm chớp khác nào tiếng vang. Cảnh đời như đống tro tàn, giống như dạ tràng xé cát biển đông. Cuộc đời như thể mật ong, thoa vào lưỡi liếm gạt lòng trẻ con. Cảnh đời nhìn kỹ mà xem, khi về âm cảnh nào đem được gì. Cảnh đời là khói hợp ly, nay dời mai đổi theo thì thời gian. Hồi nào ở chốn đền vàng, bây giờ gửi xác đồng hoang một mình. Hồi nào mắt đẹp mài xinh, bây giờ như đống thịt sình mà thôi. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ yên lặng như chồi cây khô. Hồi nào trang điểm khôi ngô, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào tình bạn bắt tay, bây giờ cắt đứt làm hai con đường. Hồi nào mền nệm gối giường, bây giờ dứt bỏ thảm thương
vô cùng. Hồi nào xưng bá xưng hùng, bây giờ nhắm mắt mà chui xuống mồ. Hồi nào lên xuống ga vô, bây giờ yên lặng như đồ bất tri. Hồi nào ứng cử khoa thi, bây giờ sao dứt mà đi sao đành. Hồi nào tham lợi tham danh, bây giờ một đám cỏ xanh nắm mồ. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ ở chốn đồng khô băng ngàn. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một đống xương tàn gỗ da. Hồi nào múa hát đàn ca, bây giờ lìa bỏ cách xa xóm làng. Hồi nào kiệu phụng lầu vàng, bây giờ mặt biển sóng chàng nhấp nhô. Hồi nào anh chị chú cô, bây giờ chẳng thấy ra vô bóng hình. Hồi nào con vợ của mình, bây giờ hai ngã thình lình cách xa. Hồi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng đà khuất xa mất rồi. Hồi nào tớ chủ quân tôi, bây giờ như giọt nước trôi giữa dòng. Hồi nào bác thím em chồng, bây giờ cách biệt hết mong được gần. Hồi nào tống cựu nghinh tân, bây giờ chỉ thấy mộ phần thiết tha. Cảnh đời bắt chước thiên ma, huỳnh tuyền choáng lộ phải qua một lần. Ở trong cảnh thế dương trần, dù cho vua chúa quan dân sang hèn, hạng nào cũng giống ngọn đèn hết tim thì tắt một phen mịt mù. Dù cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to, cuối cùng cũng tan một gò của trần để lại chẳng cho đem về. Có gì chiều mến tham mê, đeo theo vật chất nghiệp nghề làm chi. Thế rồi cũng bỏ mà đi, nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn. Tiếng kêu ơi hỡi linh hồn, cảnh đời nay tiện mai cồn. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi dứt mối say xưa, thì là có Phật rước đưa qua liền. Do hồi đời sống sinh tiền, gieo nhiều miếng ruộng phước điền khắp nơi. Bây giờ an hưởng vui chơi, cũng như trong lúc sống đời có tu. Cho nên mới được giọng dù, không còn phải chịu ngục tù trần lao. Dứt lìa sinh tử đớn đau, ở nơi Phật quốc ra vào thành thơi. Chẳng còn nghĩ đến việc đời, cõi trần giả tạm vốn thời đổi thay. Nếu như muốn dạy hôm nay, phải lo tu trước để mai.
Thank you.